xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong những video trước đây, khi mình nhắc tới thầy Thích Minh Tuệ thì mình đã gửi tới cô chú anh chị và các bạn hai bài viết trên tạp chí Phật giáo toàn cầu BDG và một tạp chí nữa của Singapore, đó chính là tạp chí Fulcrum. Thực sự rất là bất ngờ khi những tờ tạp chí ở khu vực và tạp chí Phật giáo toàn cầu có nhắc tới một trong những hiện tượng rất là đặc biệt của Việt Nam trong những giai đoạn gần đây, đó chính là hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên hôm nay càng bất ngờ hơn khi mình đã được đọc một bài viết trên một mạng xã hội của Mỹ các bạn ạ. Đó, thì chúng ta đã biết Mỹ là một trong những nước rất là xa chúng ta ha. Thứ nhất, thứ hai, đây là một trong những nước mà Phật giáo không phải là tôn giáo hàng đầu. Nhưng mà thực sự ở đây người dân các bạn ha, người dân Mỹ nhá, cũng đã coi và đánh giá, bình luận và nêu lên những cảm xúc của riêng mình đối với thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta. Hôm nay thì mình xin được phép giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn một trong những cái mạng xã hội rất là đặc biệt tại Mỹ. Đó chính là mạng xã hội Reddit các bạn ạ. Thì thực sự là mình phát âm tiếng Anh cũng không được chuẩn lắm đâu. Thì mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm ha. Và còn đây chính là giao diện, cái màn hình chính của mạng xã hội Reddit các bạn. Thì khi mà mình lướt qua những cái bình luận, những cái tờ báo, những cái mạng xã hội có đăng tin về thầy Thích Minh Tuệ, thì thực sự mình rất là bất ngờ khi mà Reddit có đề cập những bài viết về thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta. Ngoài ra thì mình cũng muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh khác về thầy Thích Minh Tuệ đã được lan tỏa ở những nước khác, giống như Mỹ là một này, thứ hai là Anh các bạn. Đó, ở bên Mỹ thì có những cái công ty thời trang đã in ấn những cái hình của thầy Thích Minh Tuệ lên những cái áo các bạn để bán ra thị trường. Ngoài ra thì bên Anh, những cái công ty điêu khắc, những cái công ty mà bán về các hình tượng của các tượng Phật á, cũng có tượng của thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn từng phần của cái video của ngày hôm nay. Đó, trước tiên thì mình xin giới thiệu sơ lược về mạng xã hội Reddit của Mỹ các bạn ha. Thì Reddit là một trong những cái trang web giải trí này, dịch vụ giao tiếp xã hội này, đó, tin tức xã hội, tin tức trực tuyến, nơi mà cộng đồng thành viên đã đăng ký có thể gửi lên nhiều loại nội dung, chẳng hạn như bài đăng chữ hay đường dẫn trực tiếp, có nghĩa là cái link dẫn đó các bạn. Chỉ có các thành viên đăng ký sau đó mới có thể bầu chọn bằng mũi tên lên xuống này nọ vân vân đó, cho những cái nội dung đã gửi lên. Thực sự đây là một trong những cái mạng xã hội các bạn ha, mà mạng xã hội này là nó không có nổi tiếng, không nổi tiếng bằng Facebook. Nó cũng giống như Zalo của Việt Nam vậy các bạn ạ. Thì mạng xã hội Reddit này có trụ sở tại San Francisco, California, Hoa Kỳ. Đó, được thành lập vào năm 2005, cũng rất là lâu các bạn. Ok, bài viết đầu tiên ở trên trang Reddit này thì có cái tiêu đề rất là đặc biệt: một tu sĩ khổ hạnh Việt Nam đoàn kết cả dân tộc. Các bạn nghe hay không ha? Với cái tên là Thích Minh Tuệ, một tu sĩ khổ hạnh Việt Nam đoàn kết cả dân tộc. Đó các bạn, nghe rất là hay ha. Thích Minh Tuệ. Rồi thì ở đây người ta có các bạn này, bạn có đăng tin trên đây. Đó là cái nội dung đó, là Thích Minh Tuệ là một nhà sư Việt Nam nổi tiếng và được kính trọng nhất Việt Nam hiện tại. Được biết đến với lối sống khổ hạnh, cống hiến cho việc thực hành Phật giáo Đầu Đà đó, Đu Tan Ga đó, Phật giáo Đầu Đà. Thì ở đây cũng có nói rõ hơn nguồn gốc xuất tích và năm sinh của thầy Thích Minh Tuệ. Thì ông sinh năm 1981 tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông bước đầu theo đuổi sự nghiệp công vụ, sau đó theo học đại học trường Đại học Nông nghiệp Tây Nguyên. Tuy nhiên cuối cùng ông đã bỏ việc để đi tu ở tuổi 36. Đấy, thì ở đây còn nói rõ thêm, pháp môn của Thích Minh Tuệ là đi bộ đường dài khắp Việt Nam từ năm 2018 và đến nay vẫn không dùng tiền mà sống, chỉ sống nhờ bố thí. Thì chúng ta đã quá hiểu rõ, quá rõ về cái hình ảnh này của thầy Thích Minh Tuệ rồi ha. Ngài chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Ở đây người ta sử dụng cái từ ngài nhé các bạn nha. Ngài chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Đó là thể hiện sự tôn trọng với thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta. Ngủ dưới gốc cây hoặc ở những nơi bỏ hoang, mặc áo cà sa đơn giản tự may. Lối sống này nhằm mô phỏng việc thực hành các tu sĩ Phật giáo đầu tiên và nuôi dưỡng sự khiêm tốn phát triển tâm linh. Có nghĩa là ở đây người ta so sánh với
cái hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ với bộ áo cà sa, có nghĩa là giống như là tu sĩ mặc bộ áo cà sa trong những cái năm đầu tiên. Thì mình nói như vậy thì cô chú anh chị và các bạn có thể hiểu đang mô tả tới nhân vật nào rồi ha. Mình không dám nhấn mạnh, tại nhấn mạnh nhiều lúc lại đụng chạm rất là nhiều thứ nhé. Rồi, ở đây còn nói rõ hơn. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ giới làm cốt lõi trong việc thực hành của mình, từ bỏ tiện nghi vật chất để tập trung phát triển tâm linh. Bất chấp những hành động khắc khổ của mình, anh ấy nổi tiếng là người khiêm tốn và từ chối nhận danh hiệu hoặc người theo dõi. Đó. Rồi với tính chất là một mạng xã hội các bạn, đó phục vụ cho cộng đồng, những người đăng tin, đăng bài và đăng đường link lên đây, thì đương nhiên ở dưới này sẽ có những cái bình luận ha các bạn. Đấy, nó giống như là Facebook ấy, Facebook hoặc là Zalo của chúng ta đó. Ở dưới đây nhận rất là nhiều những cái bình luận của những tài khoản người Mỹ đàng hoàng nha mọi người. Giống như Misa Lala nè, Spacefoot gì đó, Elephant gì này nè. Đó. Đó, rất là nhiều bình luận của người Mỹ. Mà thực sự những cái bình luận này các bạn, khi tí nữa mình dịch cho các bạn nghe, thì hầu như ai cũng đã từng coi về thầy Thích Minh Tuệ rồi, người ta mới bình luận ở đây các bạn. Rất nhiều cái bình luận rất là sâu sắc và ý nghĩa ha. Rồi, bây giờ mình xin giới thiệu một số những cái bình luận cơ bản ở đây để cho cô chú anh chị và các bạn có thể theo dõi ở đây nhé. Rồi ok, thì cái bình luận này mình thấy tương đối dài, thì mình sẽ dịch từ từ cho cô chú anh chị và các bạn nghe ha. Đó. Thì ở đây người ta, các tài khoản ở đây có bình luận như thế này: tôi không chắc chắn về việc đoàn kết, đây có nghĩa là đoàn kết dân tộc đấy, của bản thân Hòa Thượng Thích Minh Tuệ là như thế nào. Đó, thì Hòa Thượng Thích Minh Tuệ là một người tu hạnh rất khiêm tốn, có nhắc tới từ rất khiêm tốn nha mọi người. Đó. Thì tuy nhiên bất chấp lời cầu xin của thầy Thích Minh Tuệ để được tu tập trong hòa bình, yên tĩnh tu tập, bất chấp lời cầu xin của thầy Thích Minh Tuệ để được tu tập trong yên tĩnh ở tĩnh lặng đấy, thì các anh, các bạn ở đây, mình xin lỗi, mình nhắc sơ một tí, thì các YouTuber này, TikToker này, Facebooker tham lam đang coi nhà sư Thích Minh Tuệ như là một cái gọi là cái để kiếm tiền đấy các bạn. Đó. Mình xin lỗi, mình dịch nó hơi, mình dịch làm sao để cho cô chú anh chị và các bạn thấy nó hay một tí, chứ ở đây người ta nói là một con bò đẻ trứng vàng thì nó cũng con bò đẻ trứng thì nó không hay lắm đâu. Ở đây người ta mặc dù lời, tuy nhiên bất chấp lời cầu xin của thầy Thích Minh Tuệ để được tu tập trong yên tĩnh yên lặng, thì các phi YouTuber, TikToker, Facebooker đó tham lam đang coi nhà sư Thích Minh Tuệ như là một cái công cụ để kiếm tiền. Đó, như là một công cụ để kiếm tiền. Những người sáng tạo nội dung đó làm tất cả những gì để thu hút người xem từ biến điều bình thường thành là phi thường. Đây, ở đây chi tiết này cũng khá là hay này. Đó, từ biến điều bình thường thành phi thường, như là xuất hiện cầu vồng, đám mây phát sáng nhờ hiện tượng nhà sư Thích Minh Tuệ, Đức Phật tái lâm, đó vân vân. Đó. Đây, nói chung là những cái tài khoản ở đây cũng đã coi rất là kỹ những hành động, những cái sự di chuyển của thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta ha. Đó. Đến sản xuất và nuôi dưỡng những xung đột. Một lượng lớn người ngưỡng mộ trực tuyến, một số trở thành đám đông hình thành trực tuyến giận dữ. Một số trở thành đám đông hình, đó là làm cho cái những cái hình ảnh, những cái người dân ta, những cái người mà có trái ý ta giận dữ nè, phản ứng xung đột tạo ra. Nói chung là có mâu thuẫn ha mọi người. Đó, còn rất là nhiều những cái bình luận khác thì mình sẽ dịch cho cô chú anh chị và các bạn nghe trong cái video ngày hôm nay, cái sự quan tâm của người dân, người Mỹ đối với thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta ha. Ôi, thực sự là mình rất là bất ngờ mọi người. Tại vì ở đây là người dân Mỹ coi rất là kỹ, các bạn coi rất là kỹ từng ngôn từ của các video sản xuất khi mà đi theo dõi với thầy Thích Minh Tuệ, khi đi đồng hành với thầy Thích Minh Tuệ đấy. Thì ở đây người ta có nhắc tới là một thông tin sai lệch được lan truyền và chia sẻ rộng rãi, đó là việc 3.000 Phật tử Ấn Độ đến Việt Nam để tỏ lòng kính trọng đối với nhà sư Thích Minh Tuệ, sử dụng cái clip cũ để nói chung là biến tấu với mọi người đấy.
người ta cũng đã nhắc tới những cái hiện tượng như thế này à mọi người. Đó, có những người đã cố gắng đính chính những thông tin sai lệch nhưng tiếng nói của họ dường như bị át đi bởi số đông thiếu hiểu biết. À, có nghĩa là có một người, số người có nghĩa là các anh chị cố gắng làm sao để đính chính lại những cái thông tin sai lệch trên những cái trang mạng xã hội đấy, nhưng mà hầu như là không nổi tại vì đông quá, lực lượng hoạt động của người dân Việt Nam đông quá đó. Đây thì mình dịch một cách là tế nhị rồi nha các bạn nha, nếu mà dịch chính xác rõ nghĩa hơn thì nó cũng hơi bị kỳ các bạn ha. Rồi ở đây thì bạn này có một cái bình luận mình thấy cực kỳ hay luôn. Nếu bạn hiểu những gì anh ấy nói, bạn cũng sẽ khóc như tôi. Mục đích của anh ấy đi là để tự mình tu tập, cho mình hiểu rõ lối sống thoát khỏi tham lam và khổ đau. Mục đích chính là cầu nguyện cho mọi người trên thế giới này, dù quen hay lạ, luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Anh tin rằng mọi người đều là gia đình của anh ấy và cũng là cha mẹ của anh ấy nhiều kiếp trước. Các bạn thấy cái bình luận hay ha. Thực sự mình dịch cái câu bình luận này mà muốn rưng rưng nước mắt luôn đấy. Đó thì đây là một tài khoản người Mỹ. À, các bạn này là của người Mỹ, tài khoản Mỹ các bạn. Tại vì thực sự đây là một trong những cái mạng xã hội cộng đồng của người Mỹ nhiều, đa phần người Mỹ. À, giống như là sử dụng Zalo đa phần là của người Việt Nam các bạn ha. Đó thì mình thực sự là nghe người Việt Nam bình luận hoặc là phán xét về Thầy Thích Minh Tuệ thì quá nhiều những thông tin để chúng ta tiếp nhận rồi. À, thì mình đây mình muốn giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản ở bên nước ngoài, đặc biệt là bên những nơi, những đất nước mà đạo Phật không phải là tôn giáo chủ đạo. Đó, nhưng mà người ta vẫn quan tâm tới hiện tượng Thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta nhé. Rồi ok, dưới đây thì có một câu trả lời của một cái tài khoản khác cũng là người nước ngoài. Thì đây có ghi mà bạn này hình như là chỉ coi một số, coi sơ sơ thôi. Thì bạn này có comment, có bình luận rằng đoạn video bằng tiếng Việt và dường như chỉ chiếu cận mọi người với quanh nhà sư, hầu hết đều chỉ điện thoại vào ông, bất cứ ai cũng có thể thêm một số bối cảnh, có nghĩa là những cái bối cảnh có thể diễn ra tiếp tục, ai cũng có thể ghi hình, ai cũng có thể lấy được những hình ảnh đó. À, nhưng mà các bạn này chưa hiểu đâu, các bạn này chỉ có tính tò mò thôi các bạn ha, mang tính tò mò chưa hiểu nội dung lắm đâu ha. Còn ở dưới này sẽ có một bình luận khác mình đọc mình thấy cũng rất là hay nhé, mình tiếp tục giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn nhé. Rồi ok, đây là một bình luận mình thấy cũng rất là ý nghĩa ha. Bạn này có nói là bài hát chỉ là những âm thanh vô nghĩa, có nghĩa là cái bối cảnh á, cái hình ảnh á chỉ là như một trong những cái hình, nó không mang cái ý nghĩa cho lắm đấy. Thì tiếp tục là vị sư thu hút rất là nhiều người bởi ông thực hành chứ không chỉ nói về tự kiềm chế 13/12. À, có nghĩa là cái hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà đấy. Đã, thầy chỉ thực hành chứ không chỉ nói suông các bạn. Đó, bạn này coi rất là kỹ này. Thầy chỉ thực hành chứ không chỉ nói suông về những cái hành động. Đó, hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà đấy. Nghĩa là ông không nhận tiền hay quà mà chỉ ăn uống vừa đủ. Rất là chi tiết luôn nè. Ông ta đã bị đấm một hoặc hai lần gì đấy. Có nghĩa là trong nhiều cái video thì thầy cũng đã nói về cái nhiều lần bị người dân ta hiểu lầm là tưởng anh xin bị đấm một hai lần gì đấy á. Anh ta bị đấm một hai lần gì đấy vì mọi người nghĩ anh ta là kẻ ăn xin. Anh ấy ngủ ở nghĩa trang. Anh đã làm việc này được 6 năm rồi, đi khắp Việt Nam 4 lần rồi. Anh ấy là một chàng trai bình thường, không thuộc bất cứ ngôi chùa Phật giáo nào, không phải là một giáo viên, và luôn coi mình là những người con của những người anh ấy nói chuyện. Có nghĩa là thầy sẽ dùng đại từ xưng hô là con với mọi người đấy. Thì bạn này cũng coi rất là kỹ này, rất là kỹ luôn ha. Đó, anh ấy chỉ đang cố gắng tìm hiểu về Phật giáo và giải thoát bản thân. Anh ta không tuân theo kỷ luật vì anh ta nói rằng anh ta chưa đạt được giác ngộ. Anh ta ngoảnh mặt đi khi mọi người lại anh ta, có nghĩa là thầy không dám nhận, thầy không dám nhận thầy là Phật, không dám nhận thầy là những cái đấng tối cao, thầy không dám nhận nên thầy mới quay đi các bạn ạ. Tại vì thầy mà đứng lại thì coi như là người dân, hầu như là thầy đi tới đâu người dân đều quỳ lạy đó, thầy không dám nhận nên thầy mới có hành động như thế, các bạn đừng có hiểu lầm ha. Cho đến nay anh ta đã thu hút được những người tốt
và một số những người có hành vi mờ ám các bạn. Đấy, thực sự là bạn này coi rất là chi tiết này, nên các bạn comment cũng cực kỳ chi tiết luôn. Cho đến nay anh ta đã thu hút được nhiều người tốt và một số người mờ ám. Có nghĩa là lợi dụng hình ảnh của thầy để trục lợi là một, lợi dụng hình ảnh của thầy để PA tên tuổi. Đó, thì ở đây mình cũng tiện nhắc luôn, có một số tăng ni, có một số sư đi theo thầy. Đó, ngày mai mình sẽ làm cái bình luận tại sao thầy ngưng. Ngày mai mình sẽ làm cái video tại sao thầy ngưng đi khất thực à, các bạn. Còn ở đây này thì mình đã thấy một số các sư, các thầy, gọi là thầy đi theo thầy đấy, anh heo, anh hôi ấy, thì rất là ít. Sau cái về sự việc thầy ẩn tu đã tiếp tục đi tu. Còn một số tài khoản YouTube, một số tài khoản TikTok đã hiện xuất hiện ha. Đó, thì không nói thì các bạn đã biết là nhân vật nào rồi ha. Giới thiệu bán xe, rồi giới thiệu bán nhà, giới thiệu này nọ. Ôi trời ơi, kinh khủng khiếp quá. Ở đây nè, cái câu chốt này mới hay này các bạn này. Một số người có ấn tượng sâu sắc với anh ấy như một người bạn cũ, còn một số lại bị thu hút bởi sự mới lạ. Đó, cái câu này mới là câu chuẩn này. Có nghĩa là thầy chỉ ấn tượng với một số thầy, một số người đi theo thầy thôi. Còn lại thì thầy đã nhận được, nhận thức được là đi theo để làm gì. Đó các bạn, nên thầy mới ẩn tu nha mọi người nha. Chứ các bạn đừng có hiểu lầm tổ chức này tổ chức kia, không có đâu nha. Thầy tự nguyện nha mọi người. Rồi, ở đây thêm một câu trả lời, một câu bình luận khác mình thấy cũng rất là sâu sắc, rất là hay luôn đấy. Ở đây thì cái tài khoản này có nói: thầy Thích Minh Tuệ tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Đúng sự thật, hầu hết người Việt Nam đều yêu quý ngài. Sử dụng từ ngài đàng hoàng nha các bạn. Ngay cả những người không, ngay cả những người thuộc các tôn giáo khác. Đó, thì ở đây thì hôm bữa mình có làm video thì mình nói rồi. Mình đã coi rất là nhiều những cái video về các cha xứ ha, nhiều video cha xứ mang cái hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ ra để thuyết giảng trong những buổi lễ tại nhà thờ. Đó là một trong những niềm tự hào đối với Phật giáo là nói chung và đối với thầy Thích Minh Tuệ nói riêng. Tại vì thực sự là tôn giáo, các tôn giáo khen nhau rất là hiếm nha các bạn nha. Công giáo khen Phật giáo hoặc là Phật giáo khen tôn công giáo rất là hiếm những nhân vật để được mang ra so sánh. Tuy nhiên mà để mang làm hình tượng để nói lên cái lòng tốt này, nói lên cái hình ảnh tốt đó, thì thật sự là hiếm nhá, thật sự là hiếm đó. Rồi thì cũng có một tài khoản khác cũng đăng bài viết về thầy Thích Minh Tuệ. Bên kia là tài khoản lúc nãy, còn đây là một tài khoản khác nha các bạn nhé. Thì nội dung của cái bài viết này thì nó cũng tương tự với bài viết vừa rồi. Mình đã giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn, cũng nói về xuất xứ của thầy, thầy tu theo như thế nào. Cũng là một trong những cái thầy nhà sư mà làm thay đổi cái thay đổi đất nước này, thay đổi quốc gia này. Đó, thì nó nội dung nó cũng y nghĩa, y khuôn với cái bài viết lúc nãy, nó cũng giống tương tự như bài viết lúc nãy. Tuy nhiên thì bình luận, phần bình luận nó sẽ khác hơn. Đây các bạn thấy có hình ảnh nhà sư của thầy Thích Minh Tuệ ha. Từ cái bàn chân thầy này. Đó, thầy đứng ở cầu, hình như là cầu Long Biên. Đây thì thầy đang đi khất thực nha các bạn. Còn bài viết đây thì cũng tương tự như vậy luôn. Tương tự như vậy luôn các bạn. Hai bài viết khác nhau này. Đó. Ở đây thì của một bạn khác này. Còn ở đây thì của một bạn khác này. Hoàn toàn khác nha, nhưng mà cái nội dung chắc là copy paste ha. Ok, thì cái phần bình luận này mình tiếp tục thử xem coi cảm nghĩ của người dân Mỹ, của người Mỹ đối với thầy Thích Minh Tuệ như thế nào. Và cái bài viết này, những người bình luận ở đây có thường xuyên theo dõi hành trình của thầy Thích Minh Tuệ hay không? Thì bây giờ mình xin giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn ngay sau đây ha. Rồi, nghe cái comment, nghe cái bình luận đầu tiên thì thực sự đúng là người Mỹ nói rất là nhanh. Nhưng mà người ta chưa hiểu được các bạn. Thì ở đây cái tài khoản này có nói anh ta là một kẻ không nói thật ha. Hiệp hội Phật giáo Việt Nam xác nhận rằng là anh ta không có hồ sơ xuất gia, cũng như không liên quan, liên kết với bất cứ ngôi chùa nào. Nên anh ta không thể xuất gia, hoặc được xuất gia, hoặc được cấp giấy chứng nhận xuất gia chính thức. Có nghĩa là ở đây người ta đã hiểu lầm, bạn này đã hiểu lầm. Có nghĩa là các ngôi chùa Việt Nam nói là không có thầy Thích Minh Tuệ không có thuộc ngôi chùa nào hết.
Nhưng nha các bạn nha, thực sự là đi tu hoặc là các bạn này là chưa hiểu rõ về Phật giáo. Và sau đây thì mình xin giới thiệu những cái comment khác. Rồi sau khi tài khoản trên comment thì ở dưới nhận luôn 3 cái phản hồi. Thứ nhất là phản hồi đầu tiên, thì mình xin dịch cho cô chú anh chị và các bạn được nghe. Ở đây thì phản hồi này có nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ là một tổ chức, một nhóm tu sĩ. Nó không có thẩm quyền xác nhận một người có phải là tu sĩ hay không. Đó. Cái này là mình chỉ dịch nguyên bản thôi nha, dịch nguyên văn của cái câu nói này, chứ mình không thêm bớt mắm muối gì đâu nha các bạn. Nó chỉ có thể xác nhận xem ai đó có phải là thành viên của nó hay không. Có nghĩa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ xác nhận là thành viên hay không, còn người ta tu sĩ hay không là chuyện của người ta. Nói chung là như thế à, mọi người. Ở đây thì tài khoản này còn nói thêm, có rất nhiều hiệp hội trên thế giới. Theo logic của bạn, một số tăng ni hay một số tu sĩ từ Tây Tạng tất nhiên không phải là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy thì những tu sĩ đó không phải là tu sĩ chân chính à? Một trong những cái bình luận rất là hay. Ok, không bàn luận nữa thì mình đọc lại cho cô chú anh chị và các bạn tự cảm nhận ha, tự cảm nhận coi những cái phản ứng của người dân Mỹ khi mà nhắc về thầy Thích Minh Tuệ như thế nào nhé. Rồi ok, đây là cái phản hồi tiếp theo của cái comment vừa rồi, comment lúc đầu đấy. Đấy, ở đây người ta có nói rằng đừng nói những gì bạn không biết hoặc không hiểu. Phật giáo là một tôn giáo tự do. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức Siddhartha Gautama, không kêu gọi nhà thờ, chùa chiền hay bất cứ tổ chức tôn giáo nào thờ. Không kêu gọi nhà thờ, chùa chiền hay bất cứ loại tổ chức nào tôn thờ hay thực hành. Con đường của Ngài, có nghĩa là Ngài đi tu, nhưng mà Ngài đi tu là để, không phải đi tu là để cho người ta để thờ. Đó, ở đây các bạn này comment ý nghĩa là như thế. Bất cứ ai cũng có thể là Phật tử và thực hành theo Phật giáo, và thực hành Phật giáo theo ý muốn của mình ở bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào mà người đó thấy phù hợp. Câu nói trên của bạn không chỉ chứng tỏ bạn thật sự thiếu hiểu biết, mà còn là sự kiêu ngạo của bạn. Cái này, đây là phản hồi nha các bạn, phản hồi rất là gay gắt giữa những người Mỹ với nhau nhé. Cái này không, mình không thêm nếm đâu. Thực sự là mình quay những cái hình ảnh như thế này là mình muốn các bạn, nhiều người ấy cứ nói mình dịch sai, mình dịch bậy, nhưng thực sự các bạn nào có biết tiếng Anh hoặc là gia đình có người thân biết tiếng Anh thì cứ dịch lại coi mình nói đúng không nhé. Rồi tiếp theo là một cái phản hồi tiếp tục của các bạn người Mỹ khi nhắc tới thầy Thích Minh Tuệ. Các bạn trên kia comment hơi bị ngổ ngược tí, ở dưới này mấy cái phản hồi liên tục. Ở đây thì phản hồi này nó hơi buồn cười tí, thì mình xin dịch lại cho cô chú anh chị và các bạn cùng nghe này. Ở đây thì người ta nói ở Việt Nam Woman, đấy có nghĩa là phụ nữ Việt Nam, không là thành viên của Hội Phụ Nữ Việt Nam. Có nghĩa là những người phụ nữ Việt Nam không thuộc thành viên của Hội Phụ Nữ Việt Nam thì không gọi là phụ nữ à. Ha ha, bạn là kết quả của sự giáo dục tồi tệ. Đúng là khi mà người Mỹ nói chuyện với nhau, khi mà người Mỹ đấu tranh chửi nhau, đấu tranh và phản biện với nhau thì thực sự hài hước đúng không mọi người? Phụ nữ Việt Nam không là thành viên của Hội Phụ Nữ Việt Nam thì không phải là phụ nữ hả? Ha ha, bạn là kết quả của sự giáo dục tồi tệ. Đó, cái này là mình dịch nguyên si cho mọi người nghe ha. Rồi thực sự là mình còn rất là bất ngờ, còn bất ngờ hơn nhiều lần khi mà ở đây này, các bạn thấy này, những cái trang bán hàng trực tuyến của Mỹ ha, cái này là trang của Mỹ này, shop nè, Step Public. Nếu mà cô chú anh chị nào bên Mỹ chắc cũng có thể là biết cái trang bán hàng trực tuyến này. Thì ở đây có bán những sản phẩm quần áo in hình thầy Thích Minh Tuệ rồi nha các bạn nha. Đấy, ở đây nè, sản phẩm cái áo thun nam ha, có in hình thầy Thích Minh Tuệ rồi. Và giá là 18 đô nha. Có các màu như thế này. Cái đây là BIA giới thiệu sơ cho shop Step Public này luôn. Các bạn nào, cô chú anh chị nào bên Mỹ thì thí dụ yêu mến thầy Thích Minh Tuệ thì ủng hộ cộng đồng. Rồi ủng hộ cái shop này. Đây. Địa chỉ của shop là United States, đơn vị tính là USD. Địa chỉ là United States nha. Anh em mọi người.
Đó, cái này không phải nói ngoa nhé. Đấy, các bạn coi lại này. Đó, hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ đã được một shop bên Mỹ in lên áo để bán ra ngoài thị trường, nhằm là giới thiệu tới chắc là cộng đồng người Việt hoặc là cộng đồng những người yêu mến thầy Thích Minh Tuệ bên Mỹ. Mà giá cũng thấy khá rẻ các bạn, 18 đô ha, 18 đồng một cái. Đấy, tiếp tục này. Ở đây là một cái gọi là cái kênh bán hàng, trang trực tuyến bán hàng của bên Anh ha các bạn. Đây. Đây, nhấp vô đây cho bạn coi. Đây, cái trang ETSY. Cái này là của United Kingdom của Anh nha các bạn. Đã có bán tượng gỗ. À, tượng gỗ thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh để trên bàn tay như thế này thôi. Mục đích là hình như là mình thấy là mục đích này là để trên bàn. Thầy chưa nói là để làm gì nhá, nhưng mình thấy là có bán ở đây. Và giá của cái bức tượng gỗ này là 35,4 euro. Đã sale là bình thường là 44 đô euro. Còn đây sale 20% thì còn 35,40. À. Đây là mình thấy là cái shop này hình như là chuyên bán tượng gỗ có thể thích nhất hạnh đây này. Ở đây có thể thích nhất hạnh của chúng ta đây này. Đó. Đây các tượng gỗ của các hình ảnh Phật, Đức Phật. Đây, tượng gỗ. Mình từ nãy giờ mình cũng đang đi tìm coi có tượng của thích của ông thích cúng nhà hoặc là thích cục tác hay không, nhưng mà không có nha các bạn. Hai đại ca thích cúng nhà và thích cục tác thì mình cũng không có trong đây. Đây, cái địa chỉ của cái trang bán hàng trực tuyến này là United Kingdom của Anh nha các bạn ha. United Kingdom này. Đơn vị tính là euro ha. Euro chứ không phải bảng Anh nha. Euro hay là bảng Anh đây ta? Đó. Rồi thì vừa rồi mình vừa giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn gần xa, đặc biệt là những khán giả yêu mến, quý mến và tôn trọng thầy Thích Minh Tuệ ở hải ngoại ha. Một trong những cái hình ảnh, một trong những tiếng nói của người dân Mỹ ha các bạn, qua trang Reddit và một trang mạng xã hội ở bên Mỹ. Thì nhiều người không nghĩ, không thực sự là nhiều người ở Việt Nam chỉ quan tâm tới Facebook này, Zalo là những cái mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam. Còn cái mạng xã hội này là hình như là của người Mỹ, thông thường của người Mỹ trao đổi, chia sẻ với nhau những cái vấn đề đó. Thì ở đây có những bài viết về thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta. Có những bài viết xấu có, tốt có, nhưng mà đa phần mình thấy là tốt nhiều hơn. Có một số ý kiến xấu thì bị phản biện ngay lập tức. Đấy, thì ngoài ra những cái công ty thời trang, những cái shop thời trang cũng đã tiếp cận được những cái hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ để gửi tới cộng đồng người Việt tại hải ngoại cũng như là những người Mỹ yêu mến thầy Thích Minh Tuệ. Có một cái comment thì mình cũng đã nói các bạn á, là có một cái tài khoản bên Mỹ đã nói rằng là mình đã khóc sau khi hiểu về cuộc đời của thầy Thích Minh Tuệ. Đấy, giống như là bán những cái sản phẩm áo quần đó cho những cái bạn như thế. Ngoài ra thì ngay cả ở bên Anh, bên Anh cũng có một cái shop chuyên môn bán tượng Phật này, tượng của những nhà sư đó các bạn. Cũng có hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta rồi. Một trong những niềm tự hào rất là lớn đối với người dân Việt Nam nhé. Không phải là đương nhiên mà cả thế giới đều quan tâm tới hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta đâu. Phải có một cái tầm như thế nào thì người ta mới quan tâm như vậy nha các bạn. Rồi thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Nếu thấy video hay, nhớ tặng cho mình một subscribe nhé, like và chia sẻ video. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nhé.